Và bây giờ xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với một cái video nữa, tức là sau khi mình dưỡng da với lại cái dầu dừa trộn với lại nước cốt chanh á, thì sau đó thì các bạn cần làm gì nữa thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn ha. Thì khi mà các bạn đã có một cái dưỡng da rồi đó, một cái lớp dưỡng da ở bên ngoài sau khi bạn tắm xong á, thì nó sẽ cấp được cái ẩm, rồi khi mà các bạn sờ lên cái da rất là mịn nè, rất là căng mướt nè, rồi và sau đó thì các bạn nên dưỡng thêm một cái kem dưỡng nữa, đó là mình hay xài cái này đó, Nivea các bạn. Đó, đây là cái dưỡng da ha. Đó, sữa dưỡng thể các bạn, sữa dưỡng thể tức là khi mà tại vì mình sẽ muốn dưỡng thêm cái này lên để mà cái dầu dừa nó có thể thấm sâu hơn và nó có bảo vệ cái lớp dầu dừa ở bên trong nữa đó, cho nên là mình sẽ thoa thêm cái lớp này ha. Đó, rồi các bạn cùng xem nha. Rồi đó, thì cái này á thì các bạn có thể chọn nhiều cái sữa dưỡng thể khác nhau mà các bạn thích, nhưng mà mình hay xài cái này cho nên mình sẽ cho các bạn xem cái này luôn ha. Đó, cái này thì rất là thơm các bạn, mình rất thích cái mùi thơm của cái này đó. Đó, khi các bạn trét lên đó, các bạn thấy không, đó các bạn trét lên nè, đó đó nó sẽ làm mềm cái da của bạn luôn đó. Với lại cộng một điểm cộng mình rất là thích với cái Nivea này á, là cái mùi hương rất là dễ chịu, và cái hương nó cũng rất là lâu các bạn đó. Đó, các bạn xài cái này các bạn khỏi xài cái nước hoa luôn ha. Mình sẽ cho một xíu nữa lên tay đó, đây như thế này đây ha. Rồi mình check đó, đây đó, mình sẽ trát lên cái vùng cổ nữa đó. Thì cái này là các bạn sử dụng toàn thân đó các bạn, sử dụng toàn thân ha. Đó, các bạn sẽ trát lên đó, cái mùi thơm rất là thơm luôn á. Thì để coi mình thích cái này á, tại vì khi ví dụ mà đến nỗi mà các bạn như khi các bạn tắm xong á, các bạn tắm xong rồi các bạn xài cái này lên, thứ nhất là nó sẽ cho các bạn một cái mùi hương rất là thư giãn, rất là thoải mái đó, các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, nhất là khi mà các bạn đi làm về hay là mỗi ngày các bạn có một cái điều gì nó không có vui á, thì nó làm cho cơ thể nó căng thẳng một xíu á, thì sau khi bạn tắm xong thư giãn và bạn thoa cái này lên đó, các bạn nghỉ ngơi đó thì rất là tuyệt vời ha. Đó, thì cái này là mình bây giờ mình chỉ thoa ở phần trên cho các bạn xem thôi nha, nhưng mà cái này á, cái dưỡng thể này thì các bạn xài luôn chân rồi nguyên bụng lưng gì đó các bạn đều thoa hết luôn ha. Nhưng mà riêng cái phần mặt á, thì mình sẽ thoa vào ban đêm thôi, còn ban ngày mình sẽ thoa cái chống nắng á các bạn, chống nắng đó. Ồ, cái tóc nó còn ướt á cho nên nó không có rất là thích các bạn ơi. Đó, đây các bạn thấy làn da nó mịn lại không? Đó. Tại da của mình á rất là khô các bạn, rất là khô. Tại vì khô thì em nghĩ là nó sẽ do là thức ăn nè, nó do là tại làn da nó khô á, mình nghĩ là một phần nó sẽ là do thức ăn, rồi uống nước nữa. Khi các bạn muốn có làn da mà nó khỏe, nó có chất ẩm á, thì các bạn uống nước nhiều đó,
rồi uống cái loại Dentos đó, như là chanh rồi nước cam gì đó đó, mình bỏ vô cái nước, mình chỉ sắc lát mình bỏ vô đó. Rồi gì như chuột kìa đó, đó các bạn xài, bạn uống cái đó rồi ăn rau đồ nhiều, trái cây đồ nhiều vô đó, thì cái làn da của mình nó sẽ cấp ẩm, có một cái độ ẩm để bảo vệ ha. Rồi và bây giờ là mình phải đi vô trong nhà cho nó mát đây, tại vì mình muốn ra ngoài đây á, cho nó có cây cối rồi đó, cho nó cho các bạn xem nó không có bị y như là cảm thấy mệt mỏi gì đó, tại vì mình hay quay vô cái vách tường á, vách tường thì chỉ có màu xám thôi à, thì nó làm cho các bạn cảm thấy như là cũng hơi mệt mỏi đúng không đó, cho nên là mình sẽ tìm những không gian tươi xanh để cho các bạn cảm thấy nó mát hơn ha. Rồi thì mình rất là hay xài cái dưỡng thể này, nó rất là thơm luôn á. Rồi thì và bây giờ mình sẽ đi vô trong để mình thoa tiếp đây, và chắc có lẽ là sẽ phải ngủ một xíu nữa rồi sau đó mình thức dậy, rồi mình sẽ bắt đầu những cái công việc khác của mình. Rồi hy vọng là các bạn sẽ có một ngày rất là thư giãn, rất là dễ chịu, rất là ý nghĩa ha. Ok, và các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ giùm mình cái video này, cũng như là chia sẻ cái kênh YouTube của mình ha. Và cái điều đặc biệt là nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha. Ok, see you later. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Bye bye.